chơi game là vô bổ, lãng phí tuổi trẻ, game thủ toàn lũ yếu ớt, ngu si. Hay. Ở cái thời đại mà con cháu tôi 6 tuổi còn có smartphone, thì việc nhà nhà chơi game, người người chơi game, không kể già trẻ lớn bé, đã trở thành một chuyện quá bình thường. Nhưng vẫn còn không ít định kiến vô cùng cổ hủ về game thủ, như cái câu mà tôi đọc ở trên. Ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng tôi phân tích và chứng minh sai lầm của những suy nghĩ nói trên. Còn bây giờ thì các bạn hãy ngồi xuống, ăn miếng nước, uống miếng bánh, chúng ta bắt đầu thôi nào. Trong xã hội hiện nay, nhiều người vẫn khăng khăng cho rằng game là vô bổ, là lãng phí thời gian và tuổi trẻ. Không ít lần tôi bị ba mẹ mắng chỉ vì ngồi chơi game hay xem video về game trên TV, một kẻ tội nghiệp cho biết. Nhưng rồi sao? Khi chúng ta đặt lại câu hỏi là tại sao nó lại như thế, thì lại nhận được một câu trả lời theo kiểu rất chi là xáo động và lảng tránh vấn đề. À, bây giờ mày dám trả treo là mẹ mày đúng không? Bố nó đâu? Đưa roi mày cho tôi. Nhưng mà đấy chưa phải là tất cả. Cứ mỗi lần TV nói gì đó không hay về game, chẳng hạn như vụ việc ôm bình xăng đốt quán game của Long mà tôi đưa tin vào hồi tuần trước, thì y như rằng một số ông bố và bà mẹ lại ca lên bài hát. Đấy, mày có thấy tác hại của game chưa? Và các bạn biết gì không? Trong lúc nói câu đấy, họ đang cầm điện thoại và chơi Candy Crush Saga. Vừa rồi là hoàn cảnh của ông viết bài này. Và tôi khẳng định luôn đấy không phải là suy nghĩ thiểu số của mỗi gia đình bạn đấy, cũng chẳng phải là của riêng các ông bố bà mẹ Việt Nam, mà cả tại những đứa nước phát triển như Mỹ, thì đây cũng là một định kiến khá phổ biến. Rõ ràng, định kiến này là sai. Game không hề vô bổ nếu bạn thấy vui khi chơi nó. Game càng ngày càng phổ biến bởi một lý do. Đây là vui, mà thời gian vui vẻ thì không phải là thời gian vô ích. Nhưng mà dĩ nhiên thì ở đây tôi không nói đến một số người bị nghiện game anh em nhỏ. Bởi vì nói thật thì cái gì tới nghiện nó cũng xấu. Nhưng chả nhẽ vì một số người nghiện mà lại cho thứ đấy là vô bổ ư? Ví dụ nhá, nếu một người nghiện ăn như tôi trở nên béo phì và khiến sức khỏe trong nguy kịch. Nhân tiện thì tôi không nguy kịch lắm, cho anh em nào quan tâm nhá. Quay lại vấn đề, nếu chỉ vì một người nghiện ăn như tôi mà một số bậc cha mẹ cho ăn uống là xấu, thì rõ ràng ăn uống không phải vấn đề. Vấn đề đây là do chính những người đấy. Bởi vì một phần rất rất lớn, hầu như là 99% người chơi game không nằm trong nhóm nghiện kể trên. Vì vậy không thể lấy lý do nghiện game là xấu mà dẫn tới việc game là xấu được. Game giống như những hình thức giải trí như xem phim, nghe nhạc, chơi thể thao, đọc sách, vân vân và mày mày. Và nó cũng chính là một cách để giúp chúng ta xả stress. Trừ khi các bạn chơi game sâu, thì đấy là do các bạn mỏi mệt chứ không phải là do game. Nếu chúng ta để ý thì chả có sự khác biệt nào khi bạn dành 2 tiếng để chơi game so với 2 tiếng để xem phim, đọc sách. Nó đơn giản chỉ là sở thích của mọi người, và tác dụng của nó đem lại là niềm vui cho người sử dụng, chứ không hề vô bổ, lãng phí thời gian. Nếu chơi game là vô bổ, lãng phí thời gian, thì đọc truyện, xem phim, xem top top, nghe nhạc không lẽ là thứ vô bổ hết hay sao? Tới lúc này, một số bậc phụ huynh sẽ đưa ra lý lẽ rằng đọc truyện, xem phim còn có một chút tác dụng gì đấy, chứ không hề hoàn toàn giải trí như là chơi game. Họ liệt kê ra một đống những thứ như giúp học ngoại ngữ, biết phong tục tập quán và địa danh trên thế giới, vân vân và vân vân. Nhưng họ quên mất rằng game cũng hoàn toàn có thể làm được y chang như thế, thậm chí là còn tốt hơn như thế. Một khía cạnh nào đó trong cuộc sống mà đôi khi nếu không tạo cảm hứng từ game thì bạn sẽ chả bao giờ động vào. Ví dụ như lịch sử, bóng đá, văn hóa và những câu chuyện chán ngòm. Bạn chơi game bóng đá, ngoài việc biết được nhiều cầu thủ, bạn còn được trực tiếp điều khiển cầu thủ, từ đó biết được điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ, cũng như là từng đội bóng. Bạn chơi game chiến tranh, bạn sẽ thấy được sự tàn khốc của chiến tranh. Bạn chơi game nước ngoài, bạn hiểu được sự quan trọng của môn tiếng Anh. Khi các bạn chơi game và các bạn nhận ra, nếu không có tiếng Anh, bạn không hiểu gì hết, thì lúc đó, bản thân bạn sẽ tự phải học tiếng Anh để có thể chơi con game mà mình yêu thích. Bạn chơi game gacha để biết được rằng bạn phải học thật giỏi để chế ra máy du hành thời gian quay trở lại ngăn cản mình trước khi đi vào con đường gacha. Bộ mấy ông đang trông chờ tôi nói chơi game gacha là tốt hả? Mơ. Tóm cái ví lại là khi chơi game, bạn đã và đang tiếp thu một phần kiến thức đời sống, chỉ là cách tiếp thu của nó hơi khác việc học mà thôi. Bên cạnh đó, game còn giúp chúng ta có một phản xạ và tư duy nhanh nhạy hơn, giúp chúng ta tiếp cận với việc làm việc nhóm từ sớm. Game cũng có thể giúp chúng ta rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại, không dễ dàng bỏ cuộc, nói dễ hiểu là lì. Và còn hàng tấn thứ lợi ích khác của game có thể đem đến cho chúng ta. Nếu chơi có chừng mực thì game có thế cơ mà. Ai lại nỡ đồn nó là vô bổ, ác thật đấy. Tạm coi như là xong vấn đề game là vô bổ, còn một định kiến khác cũng rất thường gặp, đó là game thủ toàn lũ yếu ớt. Không béo thì lùn, không cận thì suy dinh dưỡng, không hen suyễn thì cũng là chỉ ai đạn ba, có đi cấp cứu thì bệnh viện cũng trả ngược về nhà. Cái định kiến này xuất phát từ việc chơi điện tử thường diễn ra trong nhà, trước màn hình máy tính, và người chơi trong quá trình đó thường không vận động.
khi các bậc phụ huynh hoặc các bậc tự cho mình là phụ huynh, hàng xóm, cô, dì, chú, bác, vân vân, thấy con cháu mình suốt ngày chỉ ở trong nhà chơi game và không hề ra ngoài vận động tí nào cả, thì ngay thời điểm đấy, những neuron thần kinh của họ bắt đầu phát ra một tín hiệu cho não bộ của họ rằng đấy là một thằng yếu ớt, tứ chi kém phát triển, tay chỉ đủ sức gõ bàn phím và vẫy chuột thôi, nhưng họ đâu biết tôi làm gì với đôi bàn tay đó vào lúc 12 giờ đêm. Ý tôi là vậy óp, mấy ông đang nghĩ gì đấy? Nói có sách, mách có chứng. Hãy cùng đọc lại một dòng status đã gây bão thời gian vừa qua để thấy rằng người ta suy nghĩ sai lầm như thế nào. Đọc nhận định từ Zin mà thực lòng cảm thấy hơi sốc. Từ bao giờ mà cày game Liên Minh Huyền Thoại trở thành một môn thể thao vậy? Vận động viên luyện môn này ở mức kiện tướng thì sẽ có một cơ thể khỏe mạnh như thế nào? Có vẻ báo chí đang rất đắc thắng khi mà trình độ của Việt Nam ở môn này đang bỏ xa phần còn lại của Đông Nam Á, không loại trừ châu Á. Các bậc phụ huynh thôi đừng cấm con em luyện tập môn thể thao này nữa nghe. Dấu bằng chữ D viết hoa. Úi chà, văn thơ lai láng đấy. Vâng, rõ ràng theo chàng này thì cái gì không đem lại cho người cơ thể khỏe mạnh thì không đáng được gọi là thể thao, không nên luyện tập. Có lẽ những Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn hay là Hoàng Xuân Vinh cũng nên xem xét lại cuộc đời của mình. Họ đã lãng phí nó cho mấy cái thứ vô bổ như là cờ vua, bắn súng, tập tành mấy chục năm trời, giành bao nhiêu huy chương giải thưởng mà người không có nổi một múi cơ. Đúng là quá vô bổ, quá vô bổ. Không xứng đáng gọi là thể thao đúng không mọi người? Dấu bé ba. Nói như vậy để các bạn thấy rằng đổ lỗi cho việc những game thủ có cơ thể mất cân đối, sức khỏe dưới chuẩn chơi game là sai. Đúng là một số lượng không nhỏ, nếu không nói là phần đông game thủ thường sẽ có sức khỏe yếu hơn so với những người đam mê những môn thể thao như bóng đá, cầu lông. Tuy nhiên, đây là tương quan không bao gồm nhân quả. Tiết logic học bắt đầu. Việc mặc định rằng tương quan A liên quan đến B, ám chỉ nhân quả A gây ra B, chính là một lỗi ngụy biện logic rất thường gặp. Chẳng hạn như người giàu thường hay đi ăn ở nhà hàng sang trọng, nhưng không có nghĩa là cứ đi ăn ở đó thì bạn sẽ trở thành người giàu. Thực ra hai điều này không hề có quan hệ nhân quả, chẳng qua là nhà hàng sang thì đắt nên đa phần khách là người giàu mà thôi. Tương tự như vậy, có những người kém may mắn, sức khỏe không tốt để chơi thể thao, tức là họ phải chọn những thú vui khác như chơi game, vẽ vời, đọc truyện. Nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng chơi game, vẽ vời, đọc truyện khiến cho họ yếu ớt. Một số người vì mê chơi game quá độ khiến cơ thể trở nên yếu ớt và kém phát triển. Nhưng nếu so với số lượng người chơi game thì tỷ lệ này giống như hột cát bỏ biển. Và phần đông game thủ vẫn duy trì cuộc sống bình thường. Họ có yếu cũng là do lười tập thể thao chứ không phải là do chơi game. Ông nào bảo chơi game là yếu ra phòng gym tôi đạp 400kg cho xem nhá. Anh Minh, từ anh nghỉ tập lâu rồi anh. Giờ ra phòng gym có khi 400kg nó đạp anh thay vì anh đạp nó. Nói chung chơi game chẳng thể khiến cơ thể của bạn ngừng phát triển. Hãy nhìn vào những game thủ chuyên nghiệp như Sia, Akongres, Pasa Bicep hay Tyler One. Đấy, các bạn cứ nhìn đi, trông phát biết yếu luôn. Đấy là tôi còn chưa kể đến việc một số tựa game như Wii Sport, Switch Sport. Tuy chỉ là thiểu số, nhưng những tựa game này có thể giúp người ta vừa chơi game, vừa vận động, tập luyện sức khỏe. Vì để có thể trở nên yếu ớt của game thủ, phần lớn là từ vấn đề bản thân. Bản thân họ lười tập luyện thể dục thể thao. Và giả sử nếu không có game thì những con người lười nhác này vẫn sẽ tìm đến thú vui nào khác, chứ họ cũng chẳng chịu tập luyện đâu. Cái thứ cần được lên án và khắc phục là sự lười nhác chứ không phải là đổ lỗi cho game. Hãy ngừng lười, đứng lên, thử thách 6 ngày 6 đêm trai hát chết một mạng, chống đẩy 10 cái. Mỏi tay cũng không dừng, người yêu bảo dừng cũng không dừng. À khoan, làm gì có người yêu. Ghét go. Định kiến cuối cùng mà tôi nói trong video ngày hôm nay, lũ sống tách biệt xã hội. Định kiến phổ biến này có lẽ bắt nguồn từ phương Tây, nơi mà quán net là thứ gì đó được ghi tên trong sách đỏ và mọi người được chơi game trong phòng riêng của mình. Tuy nhiên, nó lại là câu cửa miệng của những cô dì, chú bác, họ hàng, ông bà khi nói về một game thủ kiểu thằng đấy nó từ ký à, suốt ngày trong phòng chơi game thế. Vì game thủ luôn chơi game trong phòng một mình và thậm chí là nhiều lúc họ hoàn toàn không để ý những gì diễn ra xung quanh trong khi họ đang chơi game, khiến tất cả những ai thấy thế đều nghĩ rằng game thủ là một loài gì đó sống tách biệt xã hội. Định kiến này có sai lầm bắt nguồn từ việc hiểu sai bản chất thực sự của game. Video game cũng giống như bất cứ dạng trò chơi nào khác như bóng đá, cờ vua đều được thiết kế để gia tăng tương tác giữa con người. Chẳng phải ngẫu nhiên mà những trò chơi thời kỳ đầu thường có khả năng chơi nhiều người cùng lúc. Có điều là nhờ sự xuất hiện của Internet tốc độ cao, những tương tác giữa người với người dần chuyển lên mạng kết nối toàn cầu, cho nên những người lô tách đấy không thấy các bạn đang chơi với bạn bè mà thôi. Có thể nói, không gian mạng ngày nay cũng chính là một xã hội thứ hai. Và nếu bạn chơi game cùng với những người chơi game giống như bạn thì làm sao có thể gọi là tách biệt được đúng không? Thậm chí là chưa kể đến việc game thủ có thể tiếp cận được những người bạn tốt từ rất xa. Không có Internet, không có game cực hay, làm sao tôi biết được cảm giác chơi bao lần mà một người bắn chín người là như thế nào? Cùng với đó, những game online hiện nay thường rất chăm chỉ tổ chức sự kiện cộng đồng để gắn kết người chơi. Những giải đấu được tổ chức trong nhà thi đấu không khác gì những bộ môn thể thao. Những hội nhóm chơi game được lập ra nhan nhản cho Discord. Những buổi offline họp nhóm để gặp gỡ những chiến hữu trong game, vân vân và vân vân. Sao mà những thứ này nghe chẳng giống những thứ khiến game thủ tách biệt ra khỏi xã hội vậy ta?
Có thể nói, game chính là cầu nối để khiến những người có cùng đam mê và sở thích dễ dàng tìm thấy nhau hơn. Các bạn không tin tôi, không sao. Theo một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Bắc California, Mỹ, họ điều tra, họ nghiên cứu 400 người chơi từ game World of Warcraft. Nghiên cứu này cho thấy, những người đó trong môi trường ảo cũng tham gia những hoạt động xã hội bình thường như nói chuyện, ăn uống hay đi chơi cùng nhau, không khác gì ngoài đời. Một nghiên cứu khác được tiến hành vào năm 2013 tại Đức đã khảo sát 2.500 game thủ và nhận ra rằng những người chơi game không có vẻ gì là lười biếng, thừa cần hay yếu ớt, cũng như là kém những kỹ năng giao tiếp so với người bình thường. Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vẫn là vấn đề nghiện game. Việc được tiếp xúc quá sớm và chơi game quá mức sẽ khiến trẻ em có định hướng xa lệch về thế giới quan, ảo tưởng rằng thế giới thật cũng như trong game. Cùng niềm tin mãnh liệt về những thứ ngầu lòi mà mình làm trong game cũng có thể làm được ngoài đời thật. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi thế giới thật không bao giờ như game. Điều này có thể dẫn đến những hành động bộc phát gây nguy hiểm cho bản thân và cả người khác. Đôi khi mà trẻ em quá quen thuộc với những thứ màu nhiệm trong thế giới game và phát hiện ra thực tại chả có gì hay ho, thì chúng sẽ tự tách mình khỏi xã hội và càng ngày càng chìm đắm vào thế giới game. Vậy nên, nếu bạn có con và con bạn thích chơi game, hãy chắc chắn chúng nó chơi game phù hợp, cũng như thời gian phù hợp. Vừa rồi tôi đã chứng minh một số định kiến trên là sai lầm hoặc lỗi thời. Liệu có còn định kiến nào mà tôi bỏ sót hay không? Các bạn hãy bình luận ngay bên dưới để cho tôi biết nha. Biết đâu chúng ta lại có phần 2 thì sao? Còn bây giờ, nếu thấy video này hay và giải trí thì đừng quên like, share, cũng như nhấn nút đăng ký kênh Game Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo. Tôi là Hữu Bằng Minh, xin chào và hẹn gặp lại. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver.